Chào mừng các em đến với tiết học bộ môn mỹ thuật ngày hôm nay. Tiết hôm nay là bài 18, vẫn là tiết hướng dẫn chúng ta ôn tập. Vẫn là những cái phần tham khảo cho chúng ta để chúng ta thi tốt hơn và phần thực hành của các em. Phần tham khảo thì cô cũng sưu tầm một số những cái mẫu trang trí ở điện thoại về chủ đề mùa xuân cho chúng ta lựa chọn, như là những cái con vật trong năm chẳng hạn, hoặc là hoa lá trang trí để chúng ta lựa chọn, nó có nhiều đề tài phong phú hơn. Thì với chủ đề mùa xuân thì chúng ta thấy những cái ốp điện thoại của chúng ta nó có những cái gam màu đỏ rất là nổi bật, đủ mọi thể loại để cho chúng ta có thể là tham khảo. Ở phần trang trí thiệp thì cô cũng sưu tầm một số những cái mẫu thiệp về đề tài ngày Tết, chúc mừng năm mới, hoa mai, hoa đào, happy new year, những cái pháo hoa chẳng hạn, hoặc là những cái câu chúc, hoặc là trang trí thiệp về chủ đề ngày Father Day, hoặc là ngày Woman Day, ngày của cha, ngày của mẹ, hoặc là ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Cách trang trí rất là nhẹ nhàng nhưng mà vẫn làm nổi bật được cái chủ đề. Ở phần thực hành chúng ta vẫn chọn hình ảnh yêu thích để trang trí trên ốp điện thoại và thiệp. Thì thiệp ở đây không chỉ là Giáng sinh mà chúng ta có thể là thiệp về ngày kỷ niệm trong năm, thiệp về ngày của cha, ngày của mẹ 20 tháng 11, Noel, Tết, sinh nhật, vân vân. Ở phần hướng dẫn về nhà thì chúng ta vẫn sẽ hoàn thành phần bài ghi của mình. Và ở tiết kiểm tra học kỳ 1 thì chúng ta sẽ chọn một là trang trí ốp lưng điện thoại, hay là trang trí thiệp để chúng ta trang trí thi học kỳ. Và chúng ta chuẩn bị cho tiết sau nữa, sau khi chúng ta thi xong, bắt đầu ở học kỳ 2 thì chúng ta sẽ xem trước và trả lời câu hỏi sách giáo khoa trang 113 với cái bài là sơ lược về mỹ thuật Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 cho đến năm 1954. Và dụng cụ chuẩn bị thì chúng ta vẫn sẽ chuẩn bị tập ghi, sách giáo khoa, bút dạ hay bút đỏ, thước. Tiết học của chúng ta tới đây là kết thúc. Chúc các em nhiều sức khỏe. Thân ái chào các em.